Phận chúng sanh tấn thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể bàn. Người để cho vị đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trương bao tỏa tâm con anh, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần không biên phạm giới quá hiện vị lai thầm phương chư Phật. Tôn pháp hiền phân tăng thường trụ tam chí tăng đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Bi Văn Thù Sư Lợi Bồ Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đã Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thâm Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, cấm sông pháp giới đạo tràng, mười phương hiện thần mây bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền, tham thông toàn thân tiền chứng minh hương nguyện vương liền ban cho. Nam Mô Hương Quang Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Quang Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Quang Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm
màu trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện có Như Lai nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một hoa nọ đứng phần ở nơi vườn kỳ thọ cấm cô độc xa về. Cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bừng A La Hán, mọi người đều quen biết Như là trưởng lão Xa Lời Phất Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Huy La Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nan Đà. A Nan Đà La Hồ La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Kiếp Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đà. Những vị đại đệ tử thường tinh tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, đứng Phật báo ngài trưởng lão Xa Lợi Phất rằng: từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng phần hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp Xa Lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc Xa Lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mạnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xa Lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đừng. Đấy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly ba lê thành những thềm đường. Ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên chất bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa từ Thích Châu, mà não trong ao
vàng thời ăn sáng vàng thân đó thời ăn sáng đó sắc trắng thời ăn sáng trắng màu nhiệm thơm có trong trần trả lời phân coi nương thần là phần cửu công đứng trang nghiêm giường ấy trả lời phân lại trong coi nương của đức phật đó thường trói giang trời đứng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời dưới hoa trời mang đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa con đêm cúng dường mười muôn ân đứng phân ở vườn ra đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phân cõi cần làm thành từ công đứng trang nghiêm giường ấy lại nề xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bằng hàng cộng tước anh và xa lời ca lăng tận và công bằng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba căn đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm tham niệm tăng xá lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân coi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi trả lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu chỉ như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm niệm tăng xá lời phân cõi đưa của đứng phần đó thành từ công đứng trang nghiêm giường hay xa lời phân nơi ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là A Di Đà xa lời phân đứng phần đó hào quang sáng chói vô lượng soi cho sáng còi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà xa lời phân đứng phần đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà xa lời phân đứng phật A Di Đà thành phần nhận lại đến nay đã được mười kiếp xa lời phân lại đứng phần đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế xả lời phân coi nước của đức phần đó thành từ công đứng trang nghiêm giường hay
tha lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bồ thứ tổ đó rất đông chẳng phải tính đêm mà biết đưa chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng thì để nói thôi trả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải hoa nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồm chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít tiền thân hướng đứng nhân viên mà đường sanh về cõi đó xa lời vẫn nếu có thiền nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của đơn phần đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày mong lòng không tạm loạn thời người đó đến lung lâm chung đừng phận A Di Đà cùng hàng thân chúng hiền thân ở trước người đó người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà xa lời phân ta thấy có sự lời ứng ấy nên nói những lời như thế nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làm xa lời Phật như ta hôm nay người kiên công đức lời anh chẳng thể đi bàn của đấng Văn A Di Đà phương đông cùng có đấng A Trung Bề Phật Tô Di Tướng Phật Đại Tô Di Phật Tô Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa số những đấng Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tam bằng khả tư nghị công đức nhưng thế chư phật sơ hồ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng phật danh văn quang văn đại diêm kiên phật tu di đăng phật vô lượng tinh tấn phật hằng hà xa cho những đấng phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tiên kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư phần sở niềm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng phật vô lượng tràng phật đại quang phật đại minh phật bưu tướng phật tịnh quang phật hằng hà sa số những đấng phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm trăm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tan bất cả tư nghị công đức nhưng thiết chư phật sơ hộ niệm
này. Ca lời Phật thế giới vương băng cò đứng diện kiến Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vốn minh Phật hành hà xa số những đức Phật như thế. Đều ở tại nước mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tiến kinh từng tam bất khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thể giới phương dưới có đức sư tử phần danh văn phần danh quang phần đảng mã phần phám trang phần trì pháp phần hằng hà xa cho những đức phần như thế. Đều ở tại nước mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kiên tình sinh tan bất cả cả cơ nghề công đức. Nhưng kia chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thể giới phương trên có đứng Phạm âm Phật Thu Vương Phật Hương Thường Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tạm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Sơn Phật Hằng Hà Sa Cho Nhân Đức Phật Như Thế. Đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các ngươi phải nên tiên kinh sinh tán văn khả thư nghị công đức. Những tiếng chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh những tiếng chư Phật xa hộ niệm xa lời phân về nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đức văn thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức văn hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Cả lời phân cho nên cả ông đều phải xin nhận lời của ta và của ca đứng phân nói cả lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng trong thôi chuyện đạo vô thường chân đắng chân giang nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phẩm cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin tài phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt
tim trừ kiến trừ phiền não trừ chúng sanh trừ mạng trừ khung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời còn phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp có tin này đó là đấng có đức phần nói kinh này rồi. Ngài trả lời phong cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người á tu la vân vân nghe lời của đức phần dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phẩm mà lui ra. Bộ phí tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trầm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lành trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát chẳng quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chân khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sang tướng nhân ông tạm đó các quán kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng sâu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn con ngủ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hơn chết già sao thứ đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều tả gì không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố tận xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa nghiêng niết bàn quá những chân nguyên hoàn toàn tam thế phật y đàn bán nhà đao bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chỉ đã
thì cần chú đúng bần quang minh. Ấy chú coi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng trên thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Tiếng duyên chân thiền bắn hư án, làm cần chú chân như thuyết rằng, Bà đi bà đế cầu a cầu a đế đà ra ni đế ni a ra đế tỳ lê đế đế ma ha già đế chân lăng càn đế ta bà đi bà đi bà đế cầu a đế đà ra ni đế ni a ra đế tỳ lê đế đế ma ha già đế chân lăng càn đế ta bà. Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại đại xa cứu muôn loài, thương tố trời sáng từ trang nghiêm, đệ từ chí tâm quy mạng lễ. Nam mô Như Lai ân cung chân biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường trì. Điều ngự trưởng phố thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam mô Đa Báo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bá Thân Như Lai, Nam mô Lê Mô Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Để đường vua đình anh. Mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trùng. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sâu căn ra khói lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về tỉnh tam động quy. Bye.
đạo phần với các chuyên trì chú đạo. Nhưng cần cùng công lễ vô minh chỉ phàm phu tự lực thoát thành cầu đại giác từ bi gia hộ. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh, con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bửu thành đàn tự giác giác tha biến mạng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ quyền pháp giới chư chúng sanh. Công quang vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trữ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu vô nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hạnh Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng cơ phẩm liên hoa vi Bồ Mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Phân thôi Bồ Tát vi bàn lớn, nguyện di tử công đức bỏ cầm giới công thành Phật đạo. Tự quy Phật thiên nguyện chúng sanh thể theo đạo cả pháp lòng vô thường. Tự Phật chúng sanh tấn thường rộng lặng đạo cảm thông không thể bàn. Lưới để cho vị đạo tràng mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Chương bao tỏa tâm con anh hiện cuối đầu
thể nguyện quy. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần không biên phạm giới quá hiện vị lai thầm phương chư Phật. Tôn pháp hiền thân tăng thường trụ tam bảo. Chí tăng đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Bi Văn Thù Sư Lợi Bồ Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phần Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thân Tình Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp trong pháp giới đạo tràng mười phương hiện thần mây bao kim tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền, tham thân toàn thân tiền chứng minh Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu đến nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện có Như Lai nghĩa nhìn màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Phật. Nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy một
phần ở nơi vườn kỳ thọ cấm cô độc nước ta về. Cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bưng a la, mỗi người đều quen biết như là trưởng lão ta lời vấn đại mộng kiền liên đại ca diệt ma ca chiên viên mà câu vi la li bà đã cho lời bàn đà già nan đà la hồ la kiều phạm ba đề tân đầu lư phá la đọa ca lưu đà di ma kiếp tân na bàn câu la nâu lầu đàm. Những vị đại đệ tử như thế và hạng đại bồ tát văn thù sư lời pháp vương tử dần đa bồ tát càng đa đề bồ tát trường tinh tăng bồ tát cùng với các vị đại bồ tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông thích đề hoàn nhân vân vân đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng phần báo ngài trưởng lão ta lời Phật rằng từ đây qua phương tây quá mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc trong thế giới đó có đứng phần hiệu là Di Đà hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó vì sao tên là Cần Lạc vì chúng sanh trong cõi đó không có biển sự khổ chỉ hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời Phật lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn bảy tầng mảnh lưới bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời vẫn lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất báo trong ao đầy dãy nước đổ tám công đừng đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đăng vàng bạc lưu ly ba lê thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên chất bằng vàng bạc lưu ly ba lê ta từ Thích Châu mà não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc thắm tài ánh sáng xanh sáng vàng tài ánh sáng vàng sáng đỏ tài ánh sáng đỏ sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm thơm có trong trần xa lời phân coi nước từng là phần cửu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong coi nương của Đức Phật đó thường soi sáng trời đứng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời dưới hoa trời mang đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa con đêm cúng dường mười muôn ân đứng phân ở vườn ra đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phân cõi cần làm
thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy lại nề xa lời phong coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bằng hàng không thứ anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhà tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba căn đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phật cõi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu chỉ như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phật cõi nước của đấng phật đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường hay xa lời phật nơi ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là a di đà xa lời phật đấng phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt sáng cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là a di đà xa lời phật đấng phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp nên hiểu là a di đà xa lời phật đấng phật a di đà thành phật nhận lại đến nay đã được mười kiếp xa lời phật lại đấng phật đó có vô lượng vô biên thành bằng đệ tử đều là bậc a la hán chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng bồ tát chúng cũng đông như thế xa lời phật cõi nước của đức phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ thứ số đó rất đông chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi xa lời phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít tiền tăng hướng đứng nhân viên mà được sanh về cõi đó xa
lời phân nêu có thiền nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của đơn văn đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúng lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thân chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúng trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phân ta thấy có sự lời nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc xa lời Phật như ta hôm nay. Người kiên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có đấng chúng bề Phật Tô Di Tướng Phần Đại Tô Di, Phần Tô Di Quang, Phần Diệu Âm, Phần Hằng Hà Sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cương lưỡi rộng dài cầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin tam bằng cả tư nghề công đức. Nhưng thế chư Phật sơ hộ niệm này xa lời phân thế giới phương Nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang văn đại diêm kiên Phật Tô Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa cho những đấng Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm cầm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tiên kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm trăm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tan bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời phân thế giới vương băng có đứng diện Phật tôi thắng âm Phật nang trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tan bất cả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sơ hộ niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đảng ma Phật phạm trang Phật thị pháp Phật hằng hà sa số những
đức Phật như thế. Đều ở tại nương mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trần khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính trình sinh tan bất cả từ ngày công đức. Nhưng khi chưa phần xa hồ niệm này xa lời phân thể giới phương trên có đứng phạm âm phần thu vương phần hương thường phật hương quang phần đại diệm kiên phần tàm thân bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhân thiên nghĩa phần như tu di chân phần thằng hà xa cho những đứng phần như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh sinh tán bân khả thư nghị công đức những tiếng chư Phật xá hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh những tiếng chư Phật xá hộ niệm xa lời phân về nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đấng quan tài những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác cả lời phân cho nên cả ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đứng phân nói cả lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng trong thôi chuyện đạo vô thượng chân đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phẩm cho nên các tiền nam tử thiên nữ nhân nếu người nào có lòng tin tài phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này đừng Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa chúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp có tin này đó là đấng có đức phần nói kinh này rồi ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người á tu la vân vân nghe lời của đức phật dạy
đều vui mừng tin nhận đánh lễ phẩm mà lui ra. Bồ phí tăng kinh tăng trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Nào là một tánh thiên chân bao trầm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát chân quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào chi huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chân khác sắc sắc nào khác công ngay sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng cho chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn công ngũ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết hôn chi là hơn chết già sao à thứ đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đất ly tân cả nhân pháp kia đều tả gì không vâng lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố cực xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa viên niết bàn quá chứng chân viên hoàn toàn tam thế phật y đàn bán nhã Bồ đề chứng quả chánh chân cho ai ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lần thì cần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thân ngoại thần trừ tất cả nguyên nhân các khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bất hư an làm cần chú chân như thuyết rằng là yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tất bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà
phân về cõi chân ô ly bà ni ba đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê đế đế ma và đế chân năng càng đế ta bà ni ba đế ba đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê đế đế ma và đế chân năng càng đế ta bà ni ba đế ba đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê đế đế ma và đế chân năng càng đế ta bà đại từ đại bi thương chúng sinh đại đại xa thứ muôn loài thương tu choi sáng từ trang nghiêm đệ từ chi tâm quy mang lễ nam mô như lai ân cung chân biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường trì điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn nam mô đa báo như lai nam mô bảo thắng như lai nam mô diệu sẵn thân như lai nam mô quảng bá thân như lai nam mô ly bố quý như lai nam mô cam lộ nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo để bảo mà con còn nằm đuối mê say mắt xem huyền cảnh hàng ngày tai thính tiếng mẫn đường vua đình mùi quen ơi mùi thơm bất cảnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong chẳng ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện cõi cờ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khói lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tỉnh tam động quy tam bảo phần giới tâm chuyên trì chú đạo dưng tận cùng công lễ vô minh chí phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con giống lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bửu thành đàn tự gian giác tha biến mạng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phụng tụng công đức thù thân hạnh vô
biển thân phước giới hồi hướng phổ quyền pháp giới cư chúng sanh công văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trữ phiền não nguyện răng trí huệ chân minh liễu phố nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thương hạnh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh phân thôi bồ tát vi bàn lớn nguyện di tử công đức bỏ cầm giới công thành Phật đạo tự quy Phật thiên nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường tự Phật
đại bi văn thù sư lời bồ tát đại hạnh vô hiền bồ tát hồ văn chư con bồ tát linh sơn hội thường phần chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại tình đại hai chúng Bồ Tát kim lư đàn khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thần mây bao kim tường chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền tham thân toàn thân tiền chứng minh hương nguyện phương liền ban cho Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Phật Pháp rộng sâu đến nhiệm màu trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu nay con nghe thấy chuyên kỳ tụng nguyện có Như Lai nghĩa nhìn màu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật này Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát Phật nói kinh A Di Đà con nghe như vậy một bữa nọ đứng phần ở nơi vườn kỳ thọ cấm cô độc nữa xa về cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bưng trưởng lão ta lời vấn đại mùng kiền liên đại ca diết ma ca chiên viên mà câu vi la li bà đã cho lời bàn đà già nan đà a nan đà la hồ la kiều phạm ba đề tân đầu lư phá la đọa ca bàn câu la nâu à
Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát. Trường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, đứng Phật báo ngài Trưởng Lão Ta lời Phật rằng: từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp trả lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có biển sự khổ, chỉ hướng những điều vui nên nước đó tên là Cực Lạc. Xa lời Phật, lại trong cõi Cực Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. Xa lời Phật, lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức. Đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đắng, vàng bạc lưu ly ba lê thành những thềm đường. Ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên chất bằng vàng. Bạc lưu ly ba lê xa từ Thích Châu mà não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc thanh tài sáng vàng thời ăn sáng vàng sáng đó thời ăn sáng đó sắc trắng thời ăn sáng trắng màu nhiệm thơm có trong trần. Xa lời phong coi nương từng là phần cửu công đứng trang nghiêm giường ấy. Xa lời phong lại trong coi nương của Đức Phật đó thường trôi gian trời, đứng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời dưới hoa trời mang Đà La. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa cung, đêm cúng dường mười muôn ân đứng vân ở vương ca. Đến giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành. Xa lời phân cõi hương Cực Lạc, hành từ công đứng trang nghiêm giường ấy lại. Xa lời phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bằng hàng Khổng Tử Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tân và Công Màng. Những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, ba căn đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Xa lời Phật, ông chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sân
Quang ra vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Phương gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiên pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời vẫn trong còi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Chỉ như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm lời phân. Cõi nước của Đức Phật đó thành từ không đứng trang nghiêm dường hay xa lời phân nơi ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là Di Đà. Xa lời phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi chỗ cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời phân Đức Phật đó và nhân dân của ngài trong lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếm nên hiểu là A Di Đà. Xa lời phân Đức Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời vâng lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tính đến mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế xa lời phân cõi của Đức Phật đó thành từ không đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bậc những sanh bộ thứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết đưa chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như câu hỏi mồn chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít tiền tăng. Hướng đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó xa lời vẫn nếu có thiền nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thân chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước từng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phân ta thấy có sự lời ấy nên nói những lời như thế.
chưa có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Kinh Lạc xa lời Phật như ta hôm nay. Người kiên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đấng Văn A Di Đà Phương Đông cùng có Đấng chúng bề Phật Tô Di Tướng Phật Đại Tô Di Phật Tô Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tìm kinh xưng tam bân khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sơ hộ niệm này xa lời phân thể giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang văn đại diện kiên quang tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa cho những đấng Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm căm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tiên kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng hộ Phật. Vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bưu tướng Phật, tịnh quang Phật, hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình. Hiện ra thương lưỡi rộng dài trầm tâm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tam bân cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới vương băng có đứng diện kiến Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vốn minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tiến kinh từng tam bất khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sơ hộ niệm này xa lời phân thể giới phương dưới có đứng sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đảng má Phật phám trang Phật thị pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kiên trình sinh tan bất cả tư nghị công đức. Nhưng khi chư Phật sơ hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đứng Phạm âm Phật Tô Vương Phật Hương Thượng Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tạm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Chân Phật hằng hà xa cho những đức Phật như thế đều ở tại nước
bình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các người phải nên tiên kinh sinh tán băng khả thơ nghề công đức những tiếng chư Phật xa hồ niệm này xa lời phân nơi của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh những tiếng chư Phật xa hồ niệm xa lời phân về nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe này mà có thể đó và nghe danh hiệu của các đấng văn thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phật hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác cả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đứng phân nói cả lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyện đạo vô thượng chân đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phận cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin tài phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa phiền não trừa chúng sanh trừa màn trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời không phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp có tin này đó là rất có đức phật nói kinh này rồi ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người á tu la vân vân nghe lời của đức phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phật mà lui ra. Bộ phía tâm kinh là tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần chánh bận mây trần lào lào một tánh thiên chân bao trầm muôn loại chẳng phân thân phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chân có bài đích đang hàng Bồ Tát chân quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong
thầm vào chi huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cũng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sân tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dính thường chân chẳng tô chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhận giới hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hơn chết già sao à thứ đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng do vô sở đất ly tất cả nhân pháp kia đều xả gì không ấy vẫn lòng kia huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố tưởng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chướng biên niết bàn quá chúng chân nguyên hoàn toàn tam thế phật y đàn bán nhã đạo bồ đề chứng quả chánh chân cho ai bán nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chỉ đại lần thì cần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh tịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân các khổ thức tịnh lòng giác ngộ vô sư tiên duyên chân thiền bấn hư án làm cần chú chân như thuyết rằng đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố cho sáng từ trang nghiêm
từ chí tâm quy mạng lễ Nam Mô Như Lai ân cung chân biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường trì. Điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn ơi Nam Mô Đà Báo Như Lai Nam Mô Bảo Thắng Như Lai Nam Mô Diệu Sẵn Thân Như Lai Nam Mô Quảng Bá Thắng Như Lai Nam Mô Lê Mô Quý Như Lai Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn đã bao phen thân tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyền cảnh hàng ngày tai thính tiếng mẫn đường vua đình anh mùi quen ơi mùi thơm bất tận lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện cõi từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khỏi lầm mê trước đài thiên thành kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo phần giới căn chuyên trì chú đạo nhưng tận cùng công lễ vô minh chỉ phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bửu thành đàn tự gian giác tha viên mãn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật phung tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ quyền phạm giới chư chúng sanh công văn vô lượng quang phật sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh tội chướng tất tiêu trừ thế thế thương hạnh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh phân thôi bồ tát vi bàn lớn cầm mơ những thế ngã đẳng giữa chúng sanh giới công thành Phật.
đã phát.